Đế quốc Kim Tiền dấy lên nguy cơ rình rập, quân hùng thay phiên tranh bá, trời đất quay cuồng, sóng gió nổi lên. Mọi người đều là thành viên của tập đoàn, có chuyện gì cũng có thể thương lượng. Tôi muốn bà ta phải thua cháy túi. Bắt đầu từ giây phút này, đừng tin bất cứ ai, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ anh. Tôi tới bảo vệ anh, nhưng tôi cũng có cá tính lắm. Mưa bom đạn lạc đốt cháy lửa tình và cũng nhúng lên ân oán tình thù. Chúng tôi nghi ngờ vụ đột xuất gần đây có liên quan tới bà. Giáp thế ở đâu thì phải đứng lên ở đó thôi. Hứa Kiện Tụng, tôi sẵn sàng chiều theo. Còn một con đường khác có thể chọn, đó là nhận tờ chi phiếu này, dừng lại đúng lúc. Nếu có thể thu hồi đất thành công, công ty phát triển hạng mục biệt thự này nhất định sẽ là của Lệnh Thị. Tôi có thể làm thành các người bất cứ lúc nào. Thì ra cái gọi là tình chị em của bà, tất cả đều được tính toán hết rồi. Cẩn thận đó. Mục tiêu này quan trọng lắm, không thể có tổn thất gì nữa. Người nào đỡ đạn giùm tôi sẽ là người thân của tôi. Cô bình tĩnh lại đi mà, không phải cô bị ma nhập rồi không? Cứu tôi với. Hạo Nhi đã bị bắt đi trước mặt tôi, đau lòng khổ sở cỡ nào. Sinh tử trong gang tấc, hiểm trở trùng trùng. Nhưng biết rõ má của tôi có chuyện cũng khoanh tay đứng nhìn, tôi không thể làm được. Nếu không thể ngăn cản được vận mệnh nó bước vào thế giới này, đành phải chuẩn bị đầy đủ cho nó. Không lo, không sợ. Con ruột từ trên trời rơi xuống của chị hai tới đây. Bây giờ tôi từ cấp cao biến thành cấp thấp. Muốn chấp nhận anh là thế thân của Cao Tử Kiệt, trước sau cũng cần có thời gian mà. Bây giờ người trong liên minh ai cũng bất mãn chị hai. Tôi phải đi trước. Bà ta coi bản thân của mình là trên hết sao? Tôi không ngờ người thân của tôi đứng sau lưng mưu tính với tôi. Càng lúc cô càng không thích hợp với xã hội này. Cô có biết cô thua cái gì hay không? Thua mềm lòng thôi. Thao túng mọi chuyện là thế lực sau lưng ông ta. Cả cơ quan chấp pháp cũng có thể điều khiển. Người này không phải lợi hại lắm sao? Có thể là một tập đoàn. Sau lưng tôi còn hơn 30.000 cảnh sát đang đợi tiếp cô đó. Tôi không hy vọng Lệnh Thị tiếp tục tham gia những chuyện phạm pháp nữa. Nếu con thật sự muốn giúp má thì đích thân con làm cho má đi. Chuyện má không thể thay đổi, sau này con sẽ có cơ hội. Ảnh Hậu, Thị Đế, Thị Hậu, một bộ phim với quy mô hoành tráng, nhiều cảnh quay hành động. Bộ phim Cộng Sự.